Rồi em xin chào các bác ạ. Hôm nay em đang lên một số đồ phụ kiện âm thanh rời ha. Cũng như là em đang có hai bó dây AV. Đây là dòng dây AV hàng cổ Nhật mà đầu được mạ vàng đồng, nhìn rất là cứng cáp và rất là to, cổng nó cũng rất là to quý vị này, to như là gân bò vậy. Đã bốn bó này là hai sợi. Hai sợi có nghĩa là hai cặp đấy. Mỗi một bó là một sợi ha. Đây là mỗi một bó là một sợi, nó chỉ có một sợi thôi. Đã, mình muốn xài mình phải mua hai bó mới xài được. Nên em bán bốn bó là 500 ngàn ha. 500 ngàn bốn bó này. Đó, đợt trước em bán ngày mùng 1 đó, 4 bó có 400 mà hôm nay về thêm 2 4 bó nữa. Đó, giá là 500 ngàn ha, 4 bó là 500 ngàn này. Còn vị phân tầng này. Đây là vị phân tầng hàng bãi xịn nội địa của Trung Quốc ha, dành cho loa bass 40 và một loa chấp kèn 450 hoặc là 750 đều xài được hết. Đó, chép vị này đã cắt dây rồi, họ tháo ra họ cắt hết dây rồi ha. Vị màu đỏ nhìn rất là to. Đây, còn đồng nữa này, anh em thấy đồng nó rất là to ha. Đồng xịn luôn đấy, đồng là đồng nguyên chất này. Tụ màu vàng và tụ sứ nữa. Đó. À, bộ về này em bán 600 ngàn một bộ. À, các bác mua về có thể gắn dây vô mình xài ha. Đây là đường in nè. Đường in có nghĩa là đường dây vô. Đường dây vô ha, còn đường ra loa bass và loa chép mà nằm ở đây. Đó, đây là nó có 4 dây này, 2 dây loa bass và 2 dây của loa chép ha. À, nó có 4 dây đây. Về các bác có thể đấu dây vô mình xài. Rồi em bán bộ phân tầng này là 600 ngàn ha, vì màu đỏ này. Còn ở phía bên đây em đang có một bộ loa chép, loa mid của Nhật. Đây, đây chính là bộ loa mid loa chép của Yamaha ha. Nó có cái hộp to rất to này. Hộp này hộp nguyên khối luôn. Khi mà mình mở cái hộp này ra thì mình mới thấy được cái con loa mid bên trong ha. Có ốc đây. Và một cái con chép đom. Con chép này các bác thấy từ nó rất là đá, rất là xịn sò. Đây, dòng của Nhật xịn ha. Đã cắt dây rồi. Dây màu vàng là cộng, dây màu đen là trừ. Nó bộ này của nó đây. Về các bác có thể nghe nhạc hoặc là hát karaoke hay lắm. Mình làm loa trợ lời cũng được. Đó, mình gắn con tụ cản vô trong loa mid này làm loa trợ lời ha. Và gắn cái tủ cản vô loa chép nữa. Đó, mình làm loa trợ lời để rời với luôn. Là mình để có thể để rời như vậy. Đó, để rời như vậy trên cái hộp cặp loa như mình đấy, mình gia cố cho nó cứng lại. Đó, để rời vậy là mình hát karaoke là vui rồi. Bộ này em bán 1.500.000, nó gồm cả chép và loa mid luôn. Đó một cặp này nè, một bộ này này, em bán 1.500.000 ha. Đó, hàng của Nhật xịn. Đó, Yamaha xịn ha, hàng Yamaha này. Đó, dòng xịn của Nhật. Rồi 1.000.000. À, 500 ngàn một bộ này ha. Đó, bộ này này. Về cho các bác làm loa hỗ trợ tăng thêm giải chép karaoke và cái giải loa mid để hát karaoke nghe nhạc luôn, rất là tốt. Rồi, và bên đây em đang có những bộ phân tầng này tiếp. Và cái bộ phân tầng này em đang có khoảng 3-4 bộ nữa. Đây là phân tầng này nó có cả dây sắn rồi. Cái dây này nó nếu mà nó hơi ngắn thì các bác về có thể nối thêm dây ha. Phân tầng này cũng là dây phân tầng dành cho hàng của Trung Quốc khác thùng ra, xài cho loa bass 30 ha. Đó, loa 30 và một loa chép kèn 750 hoặc là 450 đều được. Tụ màu vàng này, tụ sứ, tụ cuộn điện đồng này, cuộn này dành cho loa bass ha, nó tăng cái bass sâu hơn một tí. Đó, một bộ này em bán 600 ngàn một bộ. Đó, vẫn là 600 ha, nó có cả dây nữa. À, nó có dây ra, một dây loa bass đây. Đây là dây loa chép quý vị này. Đây, đây là loa chép này, nó chép nó ghi này, chép ụt này, dây loa chép bên đây. Còn bên đây là dây loa bass này. Bass ụt này, dây loa này loa bass ha. Còn là phía dưới này này đường in. Đường in là có nghĩa là đường vô của âm ly hay là vô của đẩy đấy mà mình sẽ đi vô đây ha. Đó, phân tầng này phân tầng hàng mã xịn nội địa của Trung Quốc tháo thùng ra và bộ nào cũng như nhau và viên xịn như nhau hết. Đó, hàng xịn ha, hàng xịn nội địa của Trung Quốc các quý vị. Đó, nên cái bộ nào cũng đánh hay cả, em đã test hết rồi, tiếng hay lắm. Rồi, em bán 600 ngàn một bộ ha, một bộ có nghĩa là hai cái đó. Và ship những cái bộ này nó tầm khoảng 30 ngàn đến 40 ngàn đổ lại thôi, tùy theo xa gần chứ nó không có 100-200 ngàn như là các bác sợ ship nhiều rồi sẽ ship xa rồi ngại mua ha. Cái đó không phải đâu, ship mình những bộ này rẻ thôi, nó tầm khoảng 30 ngàn 40 ngàn một bộ. À, em đang có khoảng 4 bộ nữa. Rồi, vẫn là giá 600 ngàn một bộ ha. Đã, có cái dây sẵn rồi. À, bên đây nữa nè là một con vị súp hàng của Mỹ xịn, đó là vị súp EMP. Đã, hôm nay là về thêm một vị nữa. Đã, đợi máy nó về thêm một vị nữa quý vị này. EMP dòng này dòng đánh cho loa bass 30 hàng của Mỹ ha, hàng xịn của Mỹ luôn. Đó, đánh bát đánh tiếng ra rất là khỏe. Con này anh em cứ này bát 30 vô là đánh căng đét luôn. E10S đây là model. Còn về dòng điện đây. À, đây là dòng điện chạy hai cầu điện ha. Thứ nhất là 230V, thứ hai là 115V là dành cho thị trường của Mỹ này. Còn 230V là dành cho thị trường của châu Âu. Đó, châu Âu ha, những thị trường nào sản điện 230V á mà hoàn toàn là bên châu Âu hết ha. Cần tắt nguồn. Còn những nút này là đường cầu loa vô và ra.
còn mình có thể vô bằng đường bông sen. Đây là nút đảo pha, nút crossover là nút cắt tần số này đó. Còn nút bên đây là nút volume nguồn, nút volume của nó đây. Đó, volume này là volume bi ha, đó, có nghĩa là mình vặn nó có từng tệ, nó tưng lên đấy, gọi là volume bi. Cả nút cắt crossover nữa cũng là volume bi luôn, kiểu này hiệu EMP, đây hiệu của nó đây đó, EMP ha. Còn là cả dây nguồn này, dây nguồn này mình có thể tháo rời được đó, tháo rời được ha. Em sẽ cắm vô đó, bắt đầu em sẽ gửi cả dây nguồn luôn đó. Còn phía bên mặt sau, mặt trước đây là một cái đầu đường dây ra loa này, xài cho ban loa bass 25 hoặc là loa bass 30 đều được, rất là tốt. Vì này em bán 2.700.000 ha, vấn đề giá cũ, về tới đâu là hết tới đó mà. Có một vị thôi. Anh em cứ tán bass 30 vô cho em, bass 20 25 à bass 325 30, nó tán nó đánh căng đét luôn, rất là sâu. Tiếng nó ra sâu cực kỳ sâu anh em ạ. Nó ra ấn tượng luôn, đặc biệt là dòng của nó xúc Mỹ mà. Hiệu EMP. Đó, con súp này bass 30 các bác mua cũng không dưới 7 triệu 8 triệu một con đâu. Vì này em bán 2.7 ha. Về cho các bác thay thế hoặc là lên thùng hay là chơi cháo gì đó thì chế ha, liên hệ cho em. Rồi, 2.7 một vị này. Và cuối cùng nữa là một con lọc. Đây là lọc bái xịn nội địa của Trung Quốc. Em về là thêm một con nữa. Hôm qua em có đăng hai con bán hết rồi, hôm nay về thêm một con nữa này. Đó, con này là hoàn toàn là nó không có bị gãy cần, cũng như là cần của nó đầy đủ hết nè quý vị ha. Cần đầy đủ hết này, bên đây cũng vậy. Đó, cần của nó đây, đầy đủ hết cần. Còn phía mặt bên đây là một cái logo debit nút volume của lọc xì này. Còn phía bên đây là model 1231, đây là model của nó. Con này còn khá là đẹp. Đó, khá là đẹp ha, nó không có bị móc méo gì hết, không có bị chày hay là không bị xét gì hết trơn á. Nó còn khá là đẹp trên cái con lọc này. Đó, đường vô đường ra này. Con này là hàng của China ha, hàng bác sĩ nội địa của China. Đó, nó sẽ hay hơn là dòng chợ này, nó sẽ hay hơn là những cái dòng mà loại 1, loại 2 hay là những dòng mới đấy. Đó, nó sẽ hay hơn ha. Đây là dòng bác sĩ nội địa của China nên tiếng ra cũng rất là chân thật. Đó, các bác cứ yên tâm mua về xài ha. Con này hàng xịn rồi, không phải hàng dỏm đâu. Em bán con này 1.300.000 một con. Là 1.3 ha. Này, 1.3 này, con này còn khá là mới. Và size của nó là size 3U nên nó cũng rất là dày và nó rất là cao. Đó. Hôm qua em đăng lên một con 900 và một con 1.1 là cái size nó nhỏ hơn và nó ngắn hơn ha. Còn size này là size bự này, size 3U nên nó sẽ to hơn và nó sẽ dày hơn. Rồi em bán là 1.300.000 ha. Đó. Các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc không? Và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt ạ.